Rồi, hôm nay cô hướng dẫn các bạn viết tập làm văn viết trong cái phần hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vào một cái bài, đó là bài viết trong cái chủ đề thứ 6 của chúng ta, đó chính là điểm tựa tinh thần. Các bạn đã được tìm hiểu các văn bản ở trong cái chủ đề này rồi đúng không nào? Chúng ta đã tìm hiểu tất cả những văn bản rồi và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần viết. Và phần viết của chúng ta ở trong sách giáo khoa đó chính là viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay là một vụ việc. Vậy thì với cái yêu cầu này, đó là một cái phần rất là mới, các bạn nghe thì cảm tưởng nó rất là mới đúng không nào? Lần đầu nghe đến đúng không? Nhưng mà thực chất thì trong quá trình các bạn đi học ấy, các bạn thường hay bắt gặp đó là gì? Hay viết cái giấy xin phép nghỉ học ấy đúng chưa? Vậy thì ở đây cái việc viết biên bản về một cuộc họp hay là một thảo luận hay một vụ việc thì nó cũng có những cái điểm giống với lại khi các bạn viết một cái giấy xin phép nghỉ học, được chưa nào? Vậy thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn vào cái bài cụ thể để sau này, sau cái bài học ngày hôm nay, các bạn sẽ biết cách viết một cái biên bản cho một cái cuộc họp nào đó, hay là viết một cái biên bản về một cái cuộc thảo luận, hay là về một cái vụ việc, một cái sự việc nào đấy, được chưa nào? Rồi, đầu tiên phần 1 đó là yêu cầu của một biên bản. Vậy thì đối với một biên bản có những yêu cầu gì? Đối với một biên bản có những yêu cầu gì? Thì các bạn chú ý tìm hiểu và trả lời. Nhiệm vụ của bài học chúng ta ngày hôm nay sẽ là tìm hiểu và để trả lời được những câu hỏi sau. Thứ nhất, các bạn phải trả lời được cho cô đó là gì? Biên bản là gì? Có những loại biên bản nào? Yêu cầu thứ hai đó là biên bản cần đảm bảo những yêu cầu gì về hình thức và bố cục. Câu hỏi thứ ba đó là nội dung thông tin được trình bày ở trong biên bản cần đảm bảo những điều gì, được chưa nào? Vậy thì đó là toàn bộ những câu hỏi mà cô trò chúng ta sẽ phải đi giải đáp được trong bài học ngày hôm nay để biết cách làm một biên bản và nó có vai trò, có những yêu cầu gì đối với một biên bản, được chưa nào? Vậy thì đầu tiên các bạn đi vào phần 1 cho cô trả lời cái câu hỏi biên bản là gì. Vậy thì các bạn chú ý vào trong sách giáo khoa bài phần viết của chúng ta ấy, ở trang 21, các bạn chú ý vào và trả lời cho cô biết, tìm hiểu cho cô biết biên bản là cái gì, được chưa nào? Ở trên bảng cô đang chiếu đây là một cái mẫu biên bản, được chưa nào? Đây là một cái mẫu biên bản với rất là nhiều phần. Với rất là nhiều phần ở đây cô có là gì? Có tên của cơ quan tổ chức này, có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Cái mà ở trong quá trình các bạn viết giấy xin phép nghỉ học các bạn thường hay phải viết đầu tiên đúng không? Và sau đó ở đây là biên bản, tên biên bản. Thì giống như các bạn viết giấy phép xin phép nghỉ học thì cái tên biên bản này các bạn thường hay ghi đó là giấy xin phép nghỉ học đúng chưa? Sau đó là họ tên, rồi là đưa ra cái lý do tại sao mình xin phép đúng không? Rồi ở cuối cùng thì các bạn cũng có những cái phần ghi ngày tháng, rồi là họ tên đúng không? Rồi, vậy thì ở đây là một cái mẫu biên bản. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về nó. Và bây giờ đây chính là cái khái niệm về biên bản là gì, các bạn chú ý cho cô. Biên bản là một loại văn bản ghi chép một cách ngắn gọn, trung thực, chính xác, đầy đủ những sự việc đã và đang xảy ra, được chưa nào? Nhớ cho cô khái niệm nhá. Nó là một loại văn bản ghi chép một cách ngắn gọn, trung thực, chính xác, đầy đủ những cái việc đã hoặc là đang xảy ra, thì đó chính là khái niệm, được chưa nào? Rồi, đầu tiên đó là khái niệm, các bạn chú ý cho cô. Cái câu hỏi thứ hai ở trong phần đề, trong cái phần đầu tiên mà cô đưa ra đó là gì? Sau khi chúng ta trả lời được biên bản là cái gì rồi thì tiếp tục có những loại biên bản nào? Rồi, có những loại biên bản nào? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu một số loại văn bản mà chúng ta sẽ được tìm hiểu và chúng ta sẽ thường hay gặp trong đời sống, trong công việc cũng như trong học tập. Thứ nhất đó chính là biên bản ghi lại một sự kiện. Biên bản ghi lại một sự kiện. Thứ hai, biên bản ghi lại một cuộc họp. Được chưa? Biên bản ghi lại cuộc họp hay là biên bản hội nghị. Và thứ tư đó chính là biên bản ghi lại một hành vi cụ thể. Đó chính là một số loại biên bản mà các bạn sẽ được tìm hiểu, sẽ được thực hành về nó.
Được chưa? Rồi, đó là phần thứ hai. Tiếp theo, phần 3, yêu cầu của một biên bản. Vậy thì đối với một biên bản thông thường thì cần có những yêu cầu gì? Có hai cái yêu cầu mà bắt buộc chúng ta phải nhớ được, đó chính là yêu cầu về hình thức, bố cục và yêu cầu về nội dung. Được chưa nào? Được chưa? Ví dụ như con người chúng ta cũng vậy thôi, cũng phải có hình thức, cũng cần phải có nội dung, đúng không? Cái hình thức chính là cái bề ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy được, chưa? Còn cái nội dung là cái bản chất ở bên trong. Vậy thì đó chính là yêu cầu về hình thức, bố cục và yêu cầu về nội dung. Vậy thì đối với lại cái yêu cầu này thì chúng ta sẽ đi giải quyết từng phần một nhá. Trước tiên đó chính là về hình thức, bố cục. Vậy thì về hình thức chúng ta cần phải đáp ứng được những yêu cầu nào? Thứ nhất, các bạn cần phải đáp ứng được, đầu tiên là phải có quốc hiệu tiêu ngữ. Quốc hiệu tiêu ngữ là cái gì? Chính là cái cụm từ đầu tiên mà vừa nãy cô nói là ở trong cái ví dụ khi mà các bạn viết giấy xin phép nghỉ học ấy. Các bạn có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, đúng không? Thì đó chính là quốc hiệu và tiêu ngữ. Và quốc hiệu thì phải viết in hoa, tiêu ngữ thì thường là viết ở góc phải, được chưa? Rồi, thứ hai, đó là gì? Tên văn bản. Tên văn bản viết hoa và viết ở giữa trang giấy. Cái tên văn bản, ví dụ như viết giấy xin phép thì tên văn bản nó là giấy xin phép, đúng không? Đúng chưa? Viết giấy xin việc làm thì là đơn xin việc, đúng không? Hay là, vậy thì đối với lại cái biên bản thì chúng ta sẽ đương nhiên sẽ có cái tên của nó ở giữa, đúng không? Rồi, tiếp tục. Cần phải có thời gian, địa điểm ghi biên bản cụ thể. Được chưa nào? Nói đơn giản giống như cái giấy xin phép của các bạn thôi. Các bạn cũng cần phải ghi là Buôn Ma Thuật ngày 30 tháng 12 năm 2021 chẳng hạn. Được chưa? Đúng không? Thì ở đó chúng ta đều phải có thời gian, có địa điểm ghi biên bản. Được chưa nào? Rồi, vậy thì đây là những cái yêu cầu mà cô đang giới thiệu. Còn lát nữa cô sẽ đi vào xét một cái ví dụ cụ thể để cho các bạn hiểu hơn nhé. Rồi, tiếp tục. Cần phải có thành phần tham dự, chủ trì, thư ký. Vậy thì chúng ta đang tìm hiểu về một cái biên bản của một cuộc họp chẳng hạn. Thì trong cái cuộc họp đấy đương nhiên phải có thành phần tham dự là ai, đúng không? Ví dụ các bạn họp lớp thôi để bầu ra lớp trưởng chẳng hạn, đúng chưa? Thì ở trong cái thành phần tham dự đó các bạn cũng phải có thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm này, hoặc là các thầy cô ở trong đoàn trường này, có tất cả các bạn học sinh trong lớp mình, đúng không? Và ai là người chủ trì thì có thể là cô giáo chủ nhiệm này, cô tên là gì thì phải cụ thể ra, đúng chưa? Rồi, còn thư ký là ai? Cái thư ký chính là cái người ghi chép lại cái cuộc họp đó thì gọi là thư ký, được chưa nào? Rồi, tiếp tục về hình thức tiếp theo, đó là cái diễn biến sự việc thực tế. Đầu tiên là sự việc gì diễn ra vào khúc lúc nào? Rồi tiếp theo là có những sự việc gì kế tiếp thì đó là cái diễn biến của các sự việc, được chưa nào? Và cuối cùng đó chính là phần kết thúc, được chưa nào? Rồi đó là về hình thức của một biên bản là gồm có tất cả những phần này, được chưa nào? Đấy là về hình thức. Vậy thì còn về nội dung thì sao? Tiếp tục các bạn chuyển sang phần nội dung. Hình thức thì như vậy rồi, vậy thì để có một cái hình thức đẹp cho một cái biên bản thì không thể bỏ qua được cái nội dung, được chưa nào? Cái nội dung là cái yếu tố cốt lõi làm nên một cái biên bản, được chưa? Vậy thì nội dung ở đây đầu tiên cần phải số liệu này, sự kiện cần phải chính xác và cụ thể, được chưa nào? Số liệu, sự kiện cần phải chính xác, cụ thể, ngay cả về cái thời gian, địa điểm cũng phải chính xác, rõ ràng, thành phần tham dự cũng phải chính xác, rõ ràng, cụ thể, chi tiết, được chưa? Và nội dung thì cái nội dung ở trong cái biên bản đấy, sự việc đầu tiên là làm gì? Kế tiếp làm gì, sau đó có những sự kiện nào xảy ra, đến cuối cùng chốt lại ý là cái buổi họp hôm đó kết thúc như thế nào, được chưa nào? Và phải ghi chép một cách trung thực, đầy đủ. Cái nhiệm vụ ghi chép này thì thường trong một cái cuộc họp thì thường là do thư ký sẽ đảm nhiệm. Người thư ký sẽ có nhiệm vụ ghi chép toàn bộ những nội dung diễn ra, những cái sự việc, sự kiện diễn ra trong cái cuộc họp đấy, được chưa? Rồi, tiếp tục. Trong cái phần nội dung thì cần phải có trọng tâm và trọng điểm, được chưa nào?
tức là không được dàn trải. Và trong cái nội dung cả một cái cuộc họp đấy thì đương nhiên nó phải có một cái nhiệm vụ trọng tâm chứ, đúng không nào? Ví dụ như là vừa nãy cô đưa ra cái ví dụ đó là một cái cuộc họp để bầu cử bạn lớp trưởng chẳng hạn, thì cái nhiệm vụ trọng tâm đấy đương nhiên là phải bầu cử được một bạn lớp trưởng rồi. Nó phải xoay quanh cái nhiệm vụ chính, đó chính là bầu ban chấp hành chi đội hoặc là chi đoàn, đúng không? Đúng chưa nào? Rồi, đó chính là ở trong phần nội dung. Vậy thì chúng ta mới đi tìm hiểu về những yêu cầu đối với lại một biên bản thôi, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai. Từ cái phần chúng ta vừa mới tìm hiểu về hình thức, về nội dung rồi, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cụ thể hình thức là những cái gì, nội dung cần đáp ứng những cái gì. Rồi, các bạn sang phần tiếp theo cho cô. Hai, phân tích mẫu. Rồi bây giờ các bạn lật sách giáo khoa trang 21. Sách giáo khoa trang 22. Lật sách giáo khoa trang 22, các bạn chú ý vào trong đó cho cô nhá. Rồi, chúng ta trở lại với lại cái phần hình thức và bố cục vừa nãy cô vừa mới nói rồi, đúng không? Và chú ý vào trong cái ví dụ ở trong sách giáo khoa. Ở đây bố cục các bạn thấy người ta chia ra bố cục làm 3 phần, đúng không nào? Có phần đầu nè, phần đầu, phần chính và phần cuối, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì phần đầu, đầu tiên là phần đầu. Phần đầu thì gồm có những yêu cầu gì? Các bạn nhìn thấy đầu tiên ở trong sách giáo khoa là cái gì? À, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc là cái đầu tiên bạn nhìn thấy, đúng không? Thì đó chính là quốc hiệu tiêu ngữ, được chưa nào? Quốc hiệu tiêu ngữ đó chính là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Rồi các bạn nhìn sang bên góc bên tay trái, các bạn nhìn thấy đó là gì? Trường Trung học cơ sở Bình Minh, lớp 6A1. Vậy thì trường Trung học cơ sở Bình Minh ở đây trong cái bố cục đối với lại một biên bản, cô gọi đó là gì? Tên cơ quan chủ quản trực tiếp nhá. Tên cơ quan chủ quản trực tiếp. Và ở bên dưới cái trường Trung học cơ sở Bình Minh là lớp 6A1. Vậy thì lớp 6A1 là tên cơ quan tổ chức ban hành nhá. Tên cơ quan tổ chức ban hành đó là lớp 6A1. Và tiếp tục đến cái gì? Các bạn nhìn thấy nè, thời gian bắt đầu này. À, tên biên bản, tên của văn bản đó chính là biên bản họp thống nhất kế hoạch làm tập san chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thì đó chính là biên bản, cái tên của biên bản đó, được chưa nào? Chưa? Rồi tiếp tục các bạn chú ý cho cô. Ở mục A, mục B đó là gì? À, thời gian bắt đầu 7 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2020. Chưa? À, địa điểm tại phòng A202, phòng học của lớp 6A1. Vậy thì đó là cái phần tiếp theo, thời gian, địa điểm, được chưa nào? Rồi, phần tiếp theo đó là gì? Thành phần tham dự, giáo viên chủ nhiệm thầy Nguyễn Văn Nam, toàn thể học sinh lớp 6A1. Đó chính là phần thành phần, được chưa? Trong phần mở phần đầu vẫn còn tiếp đó là gì? Chủ trì hay còn gọi là chủ tọa Nguyễn Phương Nam, lớp trưởng. Vậy thì đó là chủ tọa, được chưa nào? Tiếp tục, thư ký, người ghi biên bản Nguyễn Thị Hương Giang. Rồi, vậy thì đây là toàn bộ phần đầu của một biên bản, được chưa nào? Nào, chúng ta đang đi phân tích, chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về biên bản là gì rồi. Nội dung, những cái yêu cầu về hình thức, về nội dung đối với lại một văn bản là gì rồi, đúng chưa? Và ở đây chúng ta đang đi phân tích vào một cái ví dụ cụ thể với bố cục 3 phần, phần đầu, phần chính và phần kết thúc, đúng không? Và phần đầu tiên ở đây chúng ta sẽ phân tích dựa trên cái ví dụ ở sách giáo khoa trang 22, đúng chưa nào? Rồi, và vậy thì đây là toàn bộ những phần đầu mà chúng ta thấy được ở trong đối với lại một biên bản. Và cụ thể ở đây đó là biên bản họp thống nhất kế hoạch làm tập san chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, được chưa? Với toàn bộ, và cái không thể thiếu được đó chính là quốc hiệu tiêu ngữ này, tên biên bản này, rồi là tên cơ quan tổ chức chủ quản trực tiếp, tên cơ quan tổ chức ban hành, rồi thời gian, địa điểm, thành phần và chủ tọa, tức là người chủ trì cái cuộc họp ngày hôm đó, được chưa? Và thư ký
chính là cái người mà ghi chép lại cái biên bản này. Rồi, đó chính là ở phần đầu. Tiếp tục các bạn lùi xuống phần dưới và xem cho cô phần chính. Ở trong sách giáo khoa đã chia cái bố cục của cái biên bản này rất là cụ thể thành 3 phần rồi, đúng không nào? Phần đầu này, phần chính và phần cuối, được chưa? Rồi, sang phần chính cho cô. Trong phần chính này thì chúng ta thấy gì? Đầu tiên các bạn thấy nội dung không? Người ta ghi hẳn cái chữ nội dung đó thì chính là nằm ở trong cái phần chính, được chưa? Và trong phần chính này, đầu tiên các bạn sẽ thấy thông tin chi tiết chính xác diễn biến cuộc họp. Thông tin chi tiết chính xác diễn biến cuộc họp ở trong cái mục 1 nhá. Ở trong cái mục 1 các bạn thấy ở trong sách giáo khoa có đánh dấu cái mục 1 nhỏ ấy, thì đây chính là cái thông tin chi tiết chính xác theo diễn biến của cuộc họp. Ở đây người ta ghi là gì? Chủ tọa Nguyễn Phương Nam phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi làm tập san chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam do trường tổ chức. Thì đó chính là cái thông tin chi tiết chính xác theo diễn biến cuộc họp, được chưa nào? Rồi, tiếp tục. Ý thứ hai, cái phần thứ hai ở trong phần chính, cái mục thứ hai ở trong phần chính cần phải các bạn cần phải đưa được, cần phải nói ra được, triển khai ra được ở trong cái biên bản của mình, đó chính là gì? Cái vấn đề nêu lên để bàn bạc biểu quyết kết quả của biểu quyết, được chưa? Vậy thì cái phần này các bạn chú ý cho cô ở cái mục số 2 nhá. Chú ý cho cô ở cái mục số 2 đó là gì? Tập thể lớp biểu quyết chọn tên tập san, kết quả biểu quyết như sau. Ơn thầy 5 trên 35 phiếu. Người lái đò thầm lặng 10 trên 35 phiếu. Một thời để nhớ 5 trên 35 phiếu. Bụi phấn 15 trên 35 phiếu. Tập thể lớp thống nhất chọn tập san là bụi phấn. Được chưa nào? À, vậy thì ở trong cái mục thứ hai này, cái vấn đề nêu ra để bàn bạc để biểu quyết đó chính là, tức là mọi người ở trong lớp ở đây với tổng số là 35, đúng không? Đúng chưa nào? Các bạn đều nhìn thấy này, 5 trên 35, 10 trên 35, 5 trên 35, rồi 15 trên 35. Vậy thì chúng ta có thể thấy tổng số cái thành phần tham dự ở trong lớp là 35 bạn học sinh, đúng không? Và với rất là nhiều chủ đề được đưa ra để thống nhất, và sau đó mọi người quyết định bỏ phiếu, và sau đó căn cứ vào cái số phiếu đã tổng hợp được sau cuộc họp để đưa ra cái quyết định cuối cùng, đó chính là thống nhất lựa chọn cái tên tập san là bụi phấn. Bởi vì cái số lượng phiếu ở đây nó đạt cái kết quả cao nhất là 15 trên 35 phiếu, đúng không nào? Đó chính là cái vấn đề thứ hai trong cái biên bản, trong cái phần chính của biên bản, tức là trong phần nội dung, được chưa nào? Tiếp tục đến vấn đề thứ ba, đó là phân công nhóm cá nhân. Phân công nhóm cá nhân, các bạn tiếp tục chú ý cho cô vào mục thứ ba. Mục thứ ba ở đây là gì? Chủ tọa tiến hành phân công chia công việc, chia lớp thành 3 nhóm. Nội dung thứ nhất như sau: nhóm thiết kế do bạn Phạm Duy Anh làm trưởng nhóm. Nhóm nội dung do bạn Trần Thu Hà làm trưởng nhóm. Nhóm hình ảnh do bạn Phùng Văn Kiên làm trưởng nhóm. À, vậy thì chính là cái phần phân công rất là cụ thể, rất là rõ ràng rồi, đúng không nào? Đúng chưa? Tức là gì? Toàn bộ những cái công việc, những cái nội dung trong cái cuộc họp đó đã được thư ký tổng hợp lại ở đây rất là rõ ràng, được chưa? Và cái phần thứ tư, phần thứ tư ở trong trong cái phần chính này, cái yêu cầu thứ tư trong phần chính đó là gì? À, thảo luận giải pháp, được chưa nào? Cái phần thảo luận giải pháp này thì các bạn chú ý cho cô mục 4, 5, 6. Mục 4, 5, 6 đầu tiên. Mục số 4, bạn Trần Thu Hà, trưởng nhóm nội dung đề xuất ý kiến tập san sẽ ý nghĩa thu hút hơn nếu như có được các bài viết phỏng vấn thầy cô, ghi lại những cảm xúc suy nghĩ của thầy cô về trường lớp nghề nghiệp. Mục thứ 5 đó là gì? Bạn Phạm Duy Anh, trưởng nhóm thiết kế, đề xuất ý kiến một số bài viết nên viết theo thiết kế dạng chữ viết tay để ghi dấu ấn thời học sinh. Và mục thứ 6, bạn Nguyễn Thu Phương, thành viên nhóm thiết kế, đề xuất ý kiến nên có những bài trình bày viết dưới dạng truyện tranh để tập san bắt mắt, sinh động, hấp dẫn hơn. Vậy thì đây là trong cái phần thảo luận giải pháp, được chưa nào? Một trong những cái nội dung của phần chính. Tiếp tục đến cái phần cuối, đó chính là
kết thúc kết luận của chủ tọa nằm ở mục thứ bảy, được chưa? Vậy thì kết luận của chủ tọa là gì? Chủ tọa phân công các nhóm trưởng lên kế hoạch chi tiết cho phần việc của nhóm mình. Kế hoạch này sẽ được thảo luận và triển khai chi tiết trong buổi họp lớp tiếp theo vào sinh hoạt lớp ngày 11 tháng 10 năm 2020. Được chưa? Đó chính là cái phần kết luận của chủ tọa. Vậy thì đây là toàn bộ 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái mục trong phần chính, tức là trong phần nội dung của chúng ta đối với lại một biên bản họp. Và cụ thể ở đây cô đã dựa vào cái biên bản mẫu, đó là cái biên bản họp lớp thống nhất cái kế hoạch làm tập san để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của lớp 6A1 trường Trung học cơ sở Bình Minh, đúng chưa nào? Rồi, đó là phần chính. Tiếp theo đến phần cuối. Phần cuối ở trong sách giáo khoa cũng đã đánh dấu rất là rõ ràng rồi, được chưa? Vậy thì ở trong phần cuối này có những mục nào bắt buộc các bạn cần phải lưu ý? Đó là gì? Thứ nhất, thời điểm kết thúc cuộc họp. Thời điểm kết thúc cuộc họp ở đây các bạn có nhìn thấy không? Cuộc họp kết thúc vào 7 giờ 45 phút ngày 4 tháng 10 năm 2020. Đó chính là thời điểm kết thúc cuộc họp. Ngoài ra các bạn nhìn thấy đó là gì? Chữ ký xác nhận của thư ký, các bạn nhìn thấy không? Thư ký Nguyễn Thị Hương Giang đã ký, đó chính là cái chữ ký xác nhận của thư ký. Và cái mục nữa ở trong phần cuối đó chính là chữ ký xác nhận của chủ tọa, được chưa nào? Các bạn nhìn ở trong cái biên bản nó có hai phần, đúng không? Một bên là chữ ký xác nhận của thư ký và một bên là chữ ký xác nhận của chủ tọa, được chưa nào? Rồi, vậy thì tóm lại ở đây chúng ta vừa mới tìm hiểu xong đó chính là bố cục, đúng không nào? Về hình thức bố cục của toàn bộ một biên bản họp, được chưa? Và ở trong đó thì với bố cục mỗi phần nó sẽ có những cái nội dung triển khai khác nhau, được chưa? Phần đầu thì gồm có những yêu cầu gì chúng ta vừa mới tìm hiểu xong, và phần chính rồi là phần cuối, được chưa nào? Vậy thì đó là những cái yêu cầu bắt buộc mà trong một biên bản họp chúng ta cần phải triển khai được, được chưa nào? Rồi, vậy thì chúng ta đã đi tìm hiểu xong cái phần đó chính là về hình thức, nội dung, bố cục đối với lại một biên bản, được chưa nào? Rồi, các bạn tiếp chuyển sang phần thứ 3 cho cô, đó chính là phần thực hành. Phần thứ 3 thực hành. Vậy thì trong phần này có một cái yêu cầu đó là gì? Giả sử trong một cái cuộc họp tổng kết đánh giá xếp loại thi đua tháng 1, em được giao nhiệm vụ làm thư ký và hãy viết biên bản cuộc họp ấy, được chưa nào? Vừa nãy cô có nói rồi, cái nhân vật ở đây, ở trong cái phần thành phần ấy, các bạn chú ý, thành phần là những cái người tham dự cái cuộc họp đấy, đúng không? Và trong cái đấy thì các bạn phải thường có đó là người chủ tọa, đúng chưa nào? Người chủ tọa là cái người điều khiển cuộc họp đó. Và thư ký là cái người ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp. Vậy thì ở đây, cái người ghi chép lại nội dung toàn bộ cuộc họp chính là cái người phải làm cái biên bản họp này. Vậy thì đối với cái yêu cầu này, người ta yêu cầu đó là gì? Giả sử trong một cuộc họp tổng kết đánh giá xếp loại thi đua tháng 1, em được giao nhiệm vụ làm thư ký và em hãy viết lại cái biên bản của cuộc họp đấy. Vậy thì các bước để viết như thế nào? Đầu tiên, các bạn chú ý cho cô, các bước. Vậy thì bước 1 đó chính là bước chuẩn bị. Bước 1 đó chính là bước chuẩn bị. Và sau khi chuẩn bị rồi thì đến bước thứ 2, đó là cái bước viết biên bản. Được chưa nào? Chuẩn bị thì đương nhiên các bạn cần chuẩn bị cái gì? Cần chuẩn bị giấy A4, cần chuẩn bị bút, đúng chưa? Và phải cần chuẩn bị một cái tâm thế sẵn sàng để viết. Và phải tìm hiểu cái nội dung, cái mục đích của cái cuộc họp đó là gì. Thì các bạn phải là người hiểu nó. Và người viết thì cũng có thể đó là gì? Có thể ghi trước những cái mục, những cái phần cơ bản của một biên bản. Ví dụ như là cái gì? Cái quốc hiệu tiêu ngữ này, cái tên biên bản này, cái ngày cuộc họp đó là gì? Các bạn có thể ghi hết được cái phần đầu, được chưa nào? Các bạn chỉ cần chờ để tìm hiểu xem là cái thành phần tham dự của cuộc họp đó gồm có những ai. Cái thời gian diễn ra cái cuộc họp đó các bạn đã tìm hiểu và biết trước rồi. Cho nên là trong cái phần chuẩn bị này,
ngoài những cái dụng cụ thiết yếu ra thì các bạn cũng có thể ghi trước được những cái phần các bạn đã nắm được vào trong cái biên bản đó của mình, để chờ khi mà diễn biến cái cuộc họp diễn ra, chúng ta chỉ cần triển khai thêm cái phần nội dung vào trong cái biên bản của mình là được, được chưa nào? Và bước thứ hai đó là cái bước viết biên bản. Vậy thì trong cái bước viết biên bản này các bạn cần làm gì? À, sau khi chúng ta đã chuẩn bị những giấy bút, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi, thì trong cái bước viết biên bản này, để mà nắm được nội dung một cách chi tiết, một cách cụ thể, chính xác, rõ ràng để mà triển khai vào trong cái biên bản, thì cái yêu cầu đầu tiên đó là gì? À, cần phải biết lắng nghe các ý kiến ở trong cái cuộc họp đấy, được chưa? Và phải ghi chú lại tất cả những cái ý kiến đấy ra một cái bản nháp trước chẳng hạn, sau đó thì viết lại vào trong cái biên bản chính thức của mình, chưa? Rồi, và cái bước thứ ba đó là gì? Bước chỉnh sửa, đọc lại biên bản sau và cho các thành viên tham dự cuộc họp đó nghe, được chưa nào? À, cuối cùng của một cái cuộc họp khi mà nó kết thúc rồi thì đương nhiên sẽ có cái phần đó là gì? Thư ký sẽ lên đọc lại cái biên bản cuộc họp đấy để tổng kết lại toàn bộ cái nội dung trong cái cuộc họp đấy và đi đến cái thống nhất cuối cùng là gì, thì ở trong cái biên bản đó đã có cái kết luận rồi, thì cái người thư ký đó sẽ có cái nhiệm vụ đó chính là chỉnh sửa này và đọc lại biên bản cho các thành viên dự họp nghe, được chưa nào? Đó chính là cái bước thứ ba. Rồi, vậy thì ở đây là cô đã giới thiệu các bước để các bạn tiến hành viết một biên bản cuộc họp. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể chi tiết từng bước nhá. Rồi, bước 1 đó chính là bước chuẩn bị, thì vừa nãy cô cũng có nói sơ qua rồi đúng không? Các bạn ghi vào cho cô nhá. Bước 1 chuẩn bị, các bạn cần phải tìm hiểu nội dung mục đích của cuộc họp, được chưa nào? Tìm hiểu nội dung mục đích của cuộc họp. Rồi, và thứ hai là các bạn phải là gì? Cái người viết có thể ghi trước các mục, các phần cơ bản của một biên bản. Thì vừa nãy cô nói rồi đúng không? Các bạn có thể ghi trước cái phần đầu ấy, cái phần quốc hiệu tiêu ngữ này, cái tên cơ quan chủ quản, tên cơ quan ban hành này, rồi là cái tiêu đề hay là cái tên biên bản, cái tên biên bản ở trên đầu tiên viết ở giữa, rồi là cái thời gian tổ chức, cái thời gian diễn ra cuộc họp này, rồi cái thành phần tham dự là gì, thì các bạn có thể viết trước những cái mục đó lại, được chưa nào? Rồi, đó là ở trong phần chuẩn bị. Và thứ hai, bước thứ hai đó là bước viết biên bản. Trong cái bước thứ hai này thì chúng ta cần làm gì? Đó là gì? Lắng nghe các ý kiến trong cuộc thảo luận theo cái kịch bản các bạn đóng và ghi lại các ý kiến ấy theo trình tự thời gian. Nhớ nhá, ghi lại các ý kiến ấy theo trình tự thời gian. Các bạn phải ghi một cách chi tiết cụ thể để tránh cái trường hợp là các bạn bị sót ý, được chưa nào? Và tiếp theo ở trong phần viết biên bản, các bạn cần chú ý kỹ những ý sau. Thứ nhất đó là gì? Chủ tọa phát biểu về mục đích, nội dung chính của cuộc họp, được chưa? Các bạn cần phải chú ý cái mục chủ tọa phát biểu nội dung về cái mục đích, nội dung chính của cuộc họp, giống như vừa nãy ở trong cái ví dụ ấy, trong cái ví dụ mà các bạn vừa mới xác định có cái đoạn 1 ấy, đó là gì? Chủ tọa Nguyễn Phương Nam phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi làm tập san chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 do trường tổ chức. Vậy thì trong cái phần viết biên bản đó, các bạn cũng phải ghi vào cái nội dung của chủ tọa phát biểu cuộc họp, được chưa? Là cái người điều khiển cái cuộc họp hôm đấy nói cái gì, đưa ra cái mục đích, cái nội dung của cái cuộc họp đó là gì, thì cái người thư ký viết lại cái biên bản này, cái người làm cái biên bản cuộc họp này phải ghi lại được. Và cái thứ hai đó là gì? Các thành viên tham dự phát biểu, được chưa nào? À, có thể là bạn lớp trưởng phát biểu cái gì, bạn Nguyễn Văn Na phát biểu cái gì, bạn Nguyễn Thị B phát biểu cái gì, ý kiến của các bạn đóng góp là gì, thì phải viết vào, được chưa nào? Trong cái phần nội dung chúng ta phải đưa vào cụ thể chi tiết, được chưa? Rồi, trao đổi ý kiến. Và ở trong cái cuộc họp đấy, sau khi mà bạn A phát biểu, bạn B đưa ra ý kiến rồi, thì bạn C, bạn D đã trao đổi những cái ý kiến đó như thế nào, hay chủ tọa cùng những thành viên khác ở trong lớp đã trao đổi cái ý kiến đó như thế nào, đồng tình, không đồng tình, phản đối, rồi là đóng góp ý kiến, tớ đồng ý nhưng mà tớ góp cái này, góp thêm ý kiến này, góp thêm ý kiến kia, thì đó chính là cái phần
cái phần trao đổi ý kiến, trao đổi đóng góp ý kiến, đúng không nào? Và từ những cái sự trao đổi đóng góp ấy thì nó sẽ đi đến cái kết luận cuối cùng là do ai kết luận? Đương nhiên là do cái người chủ tọa sẽ là người tổng kết. Cái người chủ tọa sẽ là người tổng kết cái ý kiến đấy và đi đến cái kết luận cuối cùng, được chưa nào? Vậy thì tất cả những cái bước đó là một thư ký để làm cái biên bản này thì các bạn cần phải ghi lại được chưa nào? Rồi, tiếp tục. Bước thứ ba chính là cái bước cuối, chỉnh sửa đọc lại biên bản cho các thành viên dự họp để cho các thành viên dự họp nghe. Thì trong cái phần này các bạn chỉ cần đó là gì? Kiểm tra lại biên bản theo cái bảng kiểm, được chưa nào? Dựa lại cái, xem lại cái bố cục mà đối với một biên bản vừa cô vừa mới hướng dẫn xem nó đã đáp ứng được những cái yêu cầu đó chưa, và sau đó là gì? Đọc lại biên bản cho các thành viên và điều chỉnh nếu có, được chưa? Rồi, đó chính là cái bước thứ ba. Bước rồi, vậy thì để áp dụng thì cô hướng dẫn nhanh một cái bài tập như sau, các bạn chú ý nhé. Ở đây cô có một cái bài tập nhanh, đó là gì? Đọc biên bản sau đây và xác định bố cục của biên bản thiếu phần nào, được chưa? Vậy thì đây là cái mẫu biên bản, cái mẫu biên bản ví dụ. Các bạn nhìn thấy đầu tiên đó là gì? Biên bản họp nhóm thảo luận kinh tế vĩ mô nhóm 8, được chưa? Rồi, vậy thì khi mà ngay đầu tiên nhìn vào cái biên bản, chúng ta đã thấy nó thiếu cái gì nhỉ? À, không có quốc hiệu tiêu ngữ, đúng không? Đúng không nào? Cái quốc hiệu tiêu ngữ là cái bắt buộc phải có trong một biên bản, chính là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, thì ở đây không có, đúng chưa? Ở đây đúng một cái đã đến cái tên biên bản cuộc họp rồi, như vậy là thiếu, đúng không? Thiếu, và thiếu cả cái phần tên cơ quan ban hành nữa, tên cơ quan chủ tọa nữa, đúng không? Đúng chưa nào? Rồi, vậy là ở đây trên phần đầu thiếu rất là nhiều. Rồi, đến phần cuối cũng vậy. Các bạn nhìn thấy cái đề tài thảo luận đó là gì? Làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam. Họp lần thứ nhất có thời gian, có địa điểm, rồi có nội dung, có thành phần tham dự rồi, và chưa đến cái phần chưa đến cái phần kết thúc, được chưa? Chưa có cái phần kết thúc, đúng không? Các bạn có nhìn thấy có ai ký tên ở đây không? Không có, đúng không? Đúng chưa? Cũng không có cái phần thời gian kết thúc của cuộc họp là khi nào, đúng chưa? Cũng không có chữ ký xác nhận của thư ký, cũng không có chữ ký xác nhận của chủ tọa, là nguyên cái phần cuối là không có rồi, đúng chưa nào? Rồi, trong cái phần nội dung chính này, trong cái phần nội dung chính này thì cũng chưa được đầy đủ, cũng chưa có kết luận của chủ tọa là cái gì, chưa đi đến được cái kết luận cuối cùng, cũng chưa có giải pháp ở đây, mới chỉ có đó là thực hiện, chia ra những cái nhiệm vụ thực hiện của từng cá nhân thôi, đó là mới đến cái phần thứ ba, phân công nhóm cá nhân thôi, đúng chưa? Còn chưa đến cái phần thảo luận giải pháp, cũng chưa có cái phần kết luận của chủ tọa, được chưa nào? Vậy thì qua đây chúng ta thấy đó là gì? Trong cái phần đầu thì cũng thiếu, được chưa nào? Phần đầu thì thiếu quốc hiệu tiêu ngữ, thiếu cơ quan chủ tọa ở bên này, được chưa? Mà đã đến cái tên của biên bản rồi, đúng không nào? Rồi là gì? Trong phần nội dung chính, trong phần nội dung chính thì mới chỉ có đó là gì? Cái thông tin về diễn biến cuộc họp này, có cái gì? Có cái vấn đề nêu ra để bàn bạc này, và có phân công nhóm cá nhân ở đây, còn chưa có thảo luận, cũng chưa có kết luận cuối cùng, được chưa nào? Vậy thì ở đây chúng ta có thể dễ dàng đọc, khi mà nhìn vào cái biên bản này chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những cái lỗi thiếu đối với lại yêu cầu chung của một biên bản, được chưa?